Rồi, xin chào năm trăm anh em. Đó, thì bữa nay mình sẽ làm một cái clip, nói chung là cũng vô cùng ngắn gọn. Thì mình sẽ giới thiệu một số mẫu hàng như là cần câu, máy câu, lure mới về. Đó, để nó đứt hàng, nó về đứt hàng liên tục các bạn. Nhưng mà do là họ cái hậu sau dịch hàng về vẫn còn ít, nên là mình Thuận không có làm một clip riêng. Mình làm clip riêng mà vừa đăng lên đó là mọi người gọi mình rồi nói hết thì nó lại kỳ. Đó, đầu tiên là mẫu mồi ha các bạn. Đây, lại có hình tơi 4. Hình tơi 4 là thất truyền khoảng nửa năm nha mọi người. Đây, nó có các màu đây đây. Thì những cái sản phẩm này mình cũng đã có đăng Shopee hết nha mọi người. Tí nữa mình cũng sẽ để link ở dưới Shopee cho mọi người tham khảo dễ mua ha. Đó, hình tơi 4. Mình thì mình thích câu hai màu, đó là màu xanh. Con này là hơi cam cam, nó có màu đỏ đó nha anh em. Con này cũng khá là nhiều màu. Cái con Hunter 4 này á, nói xét về phần body á nha mọi người, xét phần body á thì body nó phải nói là khá là cứng luôn, nó cứng chứ không có mềm. Tuy nhiên nó thu hút cá ở cái thìa của nó đây. Cái thìa này tạo bọt khá là ok luôn, tạo bọt rất là dữ luôn á. Thì giống như là mình để ý rất là nhiều luôn nha, giống như là đang câu phải không, cá nhỏ này kia táp bụp bụp bụp, nhưng mà đổi của Hunter 4 lên kéo về đường bắt đầu là cá lớn táp. Thì cái action của nó là mạnh, nó chỉ nhạy cá lớn thôi, cá nhỏ này cũng nhạy luôn, nhưng mà nó không thu hút cá lớn bằng cái loại khác, không thu hút cá lớn bằng cái loại này. Và cái thìa bự này thì cá táp nếu các bạn để lâu quá nó sẽ nhả ha, tại nó cũng cấn ha. Chứ mình cầm trên tay mình thấy cấn cái này phải không đó. Nên là táp thì mọi người thấy chạy dây hoặc nhìn xuống là thấy nó khả năng mình nó ấy là mình đóng là được rồi đó. Chứ còn cái theo lý thuyết ở trên mạng mà cứ táp rồi đợi 4 5 giây rồi cá lôi dây này kia thì thực sự thì theo mình thấy nháy hơi là chuyện đó cũng có, nhưng mà nó rất là ít, như tùy theo khu vực đó mọi người. À, Hunter 4 hàng chính hãng có chữ 14 dưới nha mọi người. Đây là con Hunter 5. Thì con này hay kêu là cái con đầu gắn này nha. Nó làm cái đầu nó giống gắn các bạn. Đó. Sần sùi sần sùi giống gắn. Thì đa số thì có chữ V5 dưới bụng đó nha. Đa số cái chiếc dòng của Hunter là body đều cứng. Body cứng này nó giúp cho mình đó là mình đóng cá nó không bị, hầu như là thấy là thường thấy là không bị luôn, không bị lưỡi sốc vào body nha. Nhưng dòng Hunter là chỉ là cái phần thìa, đúng không? Các bạn thấy không, cái thìa nói chung rất độc lạ, và quan trọng hết là nó tạo bọt à. Thì nó thu hút cá hơn cái loại khác ha. Đây thì cái con Hunter V5 này nó cũng có một số màu như đây đây. Nếu mọi người đặt trên Shopee mà không lựa màu á thì Thuận sẽ gửi ngẫu nhiên ha. Tiếp theo là con màu này nha các bạn. Nhỏ nhưng mà lợi hại nha. Nhỏ nhưng mà 10 gram. Con này là cực kỳ nhỏ luôn. Đó. Thuận sẽ khui ra cho mọi người xem. Thuận để đây là cho mọi người xem một số màu của nó. À, nó có màu đỏ nè, màu xanh nè, nhiều màu lắm. Thấy không? Con này nè. Cực kỳ nhỏ luôn nha. Đó, mình để trên ngón tay cái của Thuận cho mọi người dễ hình dung ha. Nhưng mà nó nhỏ nha các bạn, nhưng mà nó cân nặng là 10 gram, nên là mình sẽ quăng đi xa ha. Nhỏ như vậy nè thì nó sẽ nhạy cá nhỏ luôn, Goofy này kia vẫn là ok. Nói chung là con này mình sẽ mọi người nếu mà muốn câu Goofy nó cũng sẽ là ok hơn so với con mồi gùi nha. Thì con mồi gùi nó quá nhỏ và cái lưỡi của mồi gùi nó cũng nhỏ luôn đó, nên là mình câu dính thì cũng dễ dính nhưng mà cũng dễ sảy. Đây thấy không, 10 gram nha mọi người, mà nhỏ bằng cái ngón tay thật luôn nha, một lóng tay nè mọi người thấy không. Đó. Con này thì để anh em mình đánh cá nhét ok ha. Con này này là hàng Trung Quốc hả mọi người, nó không có tên nên là mình đặt cho nó là mồi lua cá rô dăm. Cá rô dăm là con cá rô nhỏ 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 ở quê Thận á, ở miền Nam á, cá rô nhỏ nhỏ các bạn đó.
Ok chưa? Và cái mẫu mồi thứ ba mà Thuận muốn giới thiệu tới bạn là con này đây nha. Đó. Để Thuận khui cho bạn xem luôn. Lần trước thì mình quay rồi nhưng mà quay sơ sơ rồi, không có quay kỹ. Bữa nay mình sẽ khui cho bạn xem luôn ha. Đây là con cá đầu trắng, đầu đỏ, đuôi trắng. Đây nè, này nó cao su nó khá là mềm. Đó. Thì con này mình đã trải nghiệm nó đưa mình vào đời nha các bạn. Hồi đó là mình lua bằng, nếu mà một số anh em theo dõi Thuận thì biết ha. Hồi đó Thuận lua bằng cái cần tôm và con máy Sina, Sina đời cũ á, giờ mình lua bằng con này đây. Dính cá rất là nhiều luôn. Mình đổi qua cá sắt nha, mình đổi qua cá sắt nó lại ngược lại không nhảy bằng con này. Mình đổi lên con này thì nó lại ăn. Đó. Nó mềm. Con này 10 gram nhé bạn. Đầu đỏ, đuôi trắng. Auto cái nào đỏ trắng là mình thấy nó nhạy nha. Đó. Thấy không? Mẫu này là lúc trước là mình rất là tâm đắc luôn. Sau đó một thời gian sau nữa nó đứt hàng. Bây giờ mình mới thấy nó có hàng lại nha các bạn. Đó. Đây là một cái mẫu mồi nữa này, tuy là không mới nhưng mà nó cũng hay bị đứt hàng thường xuyên. Đó. Đây là con Whip V5. Con này nó cũng thuộc dạng kêu là huyền thoại luôn nha mọi người. Đó. Whip V5. Không. Và trên thị trường thì nó có nhiều loại VIP V5 lắm. Những loại kia là loại hàng Trung Quốc, hàng pha ke, hàng loại 2 các bạn. Thì giá nó sẽ rẻ hơn nhưng mà chất lượng nó không bằng. Đây là con loại 1 nha. Và màu xanh Tiger. Bên trong đặc điểm của con này là cào đáy. Thường thường thấy trên họ câu lô người ta hay kêu là sát thủ cào đáy đó. Nên là Thuận đang vịn hai cái lưỡi câu nó lại nè. Mình lắc thì mọi người sẽ nghe ha, cái bi đó, cái tiếng bi của nó bên trong lưỡi nó bén, nó dính tay mình luôn rồi. Đó. Cái tiếng bi nó bên trong nó tạo cái độ rung lắc khi mà ở dưới nước, thì cái gì mà chuyển động dưới nước mà tạo thêm độ rung lắc nữa thì con cá nó sẽ, cá lóc nó sẽ chú ý nhiều hơn nha mọi người. Đây Whip V5 giá của nó là 120 ngàn nha. À thì giá của những cái món mà Thần giới thiệu Thần sẽ để bên dưới video này hết nha mọi người. Nói chung là mình bán là mình giá công khai thôi, giá công khai hết. Đó giờ chưa từng có chuyện mà giá inbox nha. Đó. Đó. Tiếp theo đây mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái mình có một cái để chụp vô cái spool của máy đây. Đó. Thì này thường nãy thường bóc lòm cái con cái loại chụp lớn rồi để chụp cho cái spool của máy giống như vậy để mình di chuyển. Cái này là cái lớn nha các bạn, cái dành cho size 3.500 và 4.500. Nhưng mà mình không có con máy nào mà vô dây sẵn hết, chỉ có con máy chỉ có con máy Shimano này vô sẵn dây thôi, nhưng mà size nó 3.000, bịch này nó hơi bự nha các bạn. Mình có cái loại vô xe nhỏ luôn nha. Đó. Để vậy nè, anh em để bảo quản gì ha. Đó, thấy chưa? Thì cái kia nó sẽ ôm sát hơn, thì cái này dành cho xe lớn nha. Nó có nhiều, nó có hai loại, một loại xe lớn là 3.500 4.500. Đây 3.500 4.500, còn loại kia là 3.000 3.500 nha các bạn. Đó. Một số mẫu mình mới về giới thiệu cho các bạn luôn nha. Và một cái mẫu này nữa là một cái loại túi đựng máy. Túi đựng máy nha. Cái này túi đựng máy đứng nha các bạn. Rồi túi đựng máy ngang mình cũng có nữa, nhưng mà cái đó mình quay cho các bạn coi rồi. Đó. Đây túi đựng máy đứng. Đó, thấy chưa? Có một ngăn, thường máy đứng nó có cái kiểu là tháo tay quay bỏ ra đó. Thì mình có một ngăn để cho anh em để tay quay hoặc để mồi này kia nè. Còn ngăn này để đựng máy nè. Đó. Thì cái túi này nó phù hợp với những con máy từ size 4.000 trở lại nha mọi người. Còn đây là cái túi này. Cái túi này nó sẽ phù hợp với những con máy từ size từ 4.000 trở lên. Đó. Túi rất là mềm luôn. Mình đựng máy trong đây nè. Bảo vệ máy ha. Không bị chạy nha. Đây nó cũng có một ngăn phụ luôn nè. Đó, thấy chưa? Này ok hết vậy. Đó. Hai loại, một cái túi lớn và một cái túi nhỏ nha. Đó, dành cho máy đứng nha.
Ok, đó, tiếp theo mình sẽ là dòng máy ngang mới về. Đó, Daiwa BG100. Thường đang có tay trái và tay phải. Hiện tại số lượng đang còn rất là ít nha mọi người. Có thể là sau clip này một ngày là nó đã hết rồi. Đó, và tại vì hàng về không đủ nha mọi người. Hàng về không đủ bán nha. Người ta đặt trước nhiều luôn. Đó. Daiwa BG100, giá rất cực kỳ rẻ. Giá chỉ có 1,1 triệu thôi. Đó. Thì lúc trước thì mình đã quay cho anh em một lần. Bây giờ mình sẽ quay cho anh em xem lại nha. Thực đang cầm con tay phải rồi. Nói mình vô dây cho mấy bạn biết là giờ tay phải tay trái gì mình cũng chơi được hết. Quen. Đó, cực kỳ mượt luôn nha bạn. Tầm trung của Daiwa. Giá chỉ 1,1 triệu thôi nha. Đó. Màu đen nhám. Logo Daiwa thắng. Spoon màu đỏ, nguyên con máy màu đen nha các bạn. Gear là 6.3 BG100. Giá 1,1 triệu. Cực kỳ rẻ luôn. Ok, mình sẽ để sang một bên. Tiếp theo là còn sót lại duy nhất một con cọc ông DC. Con này là hàng bơm nha các bạn. Con này đi chung với cái lô đầu tiên mà Thuận về cách đây khoảng 3 tuần, đi chung với XLSDC nè, Kudo DC nè, vậy là nhiều luôn. À, và Thuận nhắc luôn, thí dụ như tại hiện tại bây giờ tình hình là Shimano đang bị cháy hàng, nên là mọi người muốn đặt Kudo DC hoặc XLSDC á, thì liên hệ trước với Thuận nha, mình sẽ chừa hàng lại, mình chừa hàng lại cho mọi người, và hàng về là mình ship luôn. Đó, giống như những con máy này đây. Hàng về là mình ship hết. Nhưng mà người ta nở lòng nào bơm của Thuận. Đó. Cậu bị ông DC. Trời ơi, nó sáng nè. Sáng tới mức thấy Thuận đang ở trần review luôn. Đó. Quá trời im luôn mọi bạn ơi. Cậu bị ông DC. Chắc có lẽ giờ bữa mình sẽ thanh lý con Sen DCSS quá. Để mình qua mình đánh con này thử review cho các bạn coi luôn nha. Ghi là 7.4. Đó. Copy on DC. Cái thắng nằm dưới đây nha các bạn. Khuê quá, khuê quá. Malaysia. Đa số máy Shimano là made in Malaysia hết nha mọi người. Copy on DC. Con duy nhất còn sót lại. Và máy ngang thì có máy đứng. Máy đứng của Daiwa. À, mình về được hai dòng Daiwa Reward và Daiwa Reward TG. Mình nói nôm na dễ hiểu cho các bạn đó là con Daiwa Reward Tiền Giang. Đó. Thì cái con Tiền Giang này nó sẽ mắc hơn cái con Reward này nha, tại con Tiền Giang này là con mẫu mới, con Reward này là con mẫu trước đây. Hai mẫu này mẫu nào cũng phê hết, mẫu nào cũng là im tay hết. Đó. Thật sự nếu mà cái hàng Daiwa và hàng Shimano này nó có đủ nhiều các bạn thì mình sẽ làm combo cho các bạn liền. Còn đằng này hàng có rất là ít. Đó. Daiwa Reward. Trời ơi. Bạn thấy không? Phê lắm nha. Spool cực kỳ nông luôn. Đó. Phê chưa bằng mình cầm trên tay đâu. Đó. Đó. Daiwa Reward LT. Yeah. Ok, mình sẽ để con Reward này ở đây. Và mình sẽ khui luôn con Reward Tiền Giang này nha mọi người. Đó. Con Reward Tiền Giang này thì cái tay quay nó nằm riêng à. Đó. Vô nhé bạn. Trời ơi. Ta nói nó cực kỳ im luôn. Reward Tiền Giang này. Mắc hơn con Reward 5-600 ngàn nữa nhé bạn. Đó. Trời ơi, tiếng gác đây nè. Phê ghê luôn các bạn ơi. Đó.
Hai con này phải chi nó có số lượng lớn thì mình sẽ làm combo cho các bạn luôn, quýnh cho nó đã luôn nha. Đó. Rồi, ok. Đây là một số cái mẫu hàng mới vừa về hôm nay. Mình đã quay cho các bạn xem rồi ha. Thì giá mình sẽ để bên dưới cái video này hết nha. Tại vì mọi người biết sao không? Giá có khi lên, có khi xuống. Đại đa số là nó lên không chứ không có xuống. Nên là thường là thận sẽ không có giá cố định ở đây. Đó, mà giá mình sẽ để bên dưới video này. Đó, rồi. Cảm ơn mọi người.